Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình. Thưa quý vị, một điều tra viên kể rằng chưa từng gặp một vụ án nào mà rùng rợn như vụ án do một tên sát thủ còn nhỏ tuổi gây ra. Bởi một suy nghĩ rất bệnh hoạn, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi quá trình điều tra và hành trình giải mã vụ án này trong chương trình hôm nay. Giống như mọi ngày, khi nghe tiếng gà gáy sớm là chị Hoa đã thức giấc, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa rồi cho lũ gà, lũ vịt ăn để chúng khỏi phá vì đói. Chị lại xách cái cặp lồng đi chợ mua đồ ăn trong ngày cho cả gia đình. Đi ngang qua nhà mẹ ruột Đặng Thị B, sinh năm 1956, ngụ tại xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Chị vẫn thấy cửa nhà khép kín, mấy con vịt xiêm kêu quằn quạc đồ ăn ngoài sân mà chẳng thấy mẹ đâu, dù mặt trời đỏ ló qua bụi tre. Thường ngày, bà B đều dậy rất sớm vì phụ nữ ở cái tuổi trung niên lại sống có một mình, không chồng không con, thường rất ít ngủ. Chị Hoa đứng ngoài sân cất tiếng gọi mẹ nhưng không có tiếng trả lời. Thấy có vẻ gì đó khác lạ và có một cảm giác bất an trong người nên chị Hoa chợt nghĩ có khi nào bà bị trái gió trở trời mà không ai hay biết. Khi nghĩ tới đó, chị bước nhanh tới đẩy cửa chính bước vào. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra khiến chị té xỉu, vết huyết loang lổ trên khắp sàn nhà. Biết chắc có chuyện chẳng lành đã xảy ra với mẹ, người con gái lấy hết sức lực la lớn cầu cứu chồng và bà con lối xóm. Mọi người nhanh chóng chạy đến, lần theo vết huyết về hướng phòng ngủ của bà B. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người. Bà B nằm ngửa trên sàn nhà, trên người dính nhiều vết thương, đôi mắt thì đã bị lấy mất, thi hài đã lạnh. Nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên hàng chục điều tra viên đã được huy động vào cuộc. Sau khi khám nghiệm đại thể, bác sĩ pháp y đã xác định nạn nhân mất do vỡ hộp sọ, đứt động mạch cảnh, gây mất huyết cấp. Trên người nạn nhân có 18 vết thương, đa phần đều rất sâu ở vùng đầu và vùng mặt cổ. Tất cả các vết thương này do vật sắc nhọn gây ra. Ngoài ra, đôi mắt của nạn nhân cũng đã bị lấy đi mất. Vùng kín của nạn nhân thu được chất nhờn, nghi ngờ là tinh dịch của đàn ông. Như vậy, nhận định bước đầu hung thủ là đàn ông và có thể ở trong trạng thái khỏe mạnh mới có thể gây ra những vết thương nặng và nhiều đến như vậy. Thời gian hung thủ gây án có lẽ là thời điểm lúc nửa đêm, khi trời mưa rất lớn, nên những gia đình kế bên cách khoảng 50-100m mới không phát hiện những biểu hiện bất thường, tiếng động lạ hay tiếng kêu cứu của nạn nhân. Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên nhận thấy hiện trường chính của vụ án là ở phòng khách vì đồ đạc ở đó bị xáo trộn, đồ ngã, chứng tỏ có sự vật lộn xô đẩy. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều vết huyết trên sàn nhà và các đồ vật, tiếp đó là vết huyết loang lổ và bị kéo lê về phía buồng ngủ của nạn nhân, chứng tỏ nạn nhân đã bị kéo từ phòng khách vào phía trong phòng ngủ. Trên bàn ở phòng khách có một hung khí, sàn phòng khách và cả trong phòng ngủ của nạn nhân có nhiều dấu vân chân khác nhau, trong đó có dấu chân dính bùn. Mở rộng khám nghiệm, một điều tra viên phát hiện lưu đựng nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày của nhà kế bên nhà nạn nhân có sự bất thường. Nước trong lưu chuyển từ màu xanh trong thường ngày sang màu đồng đỏ và có mùi huyết. Bên cạnh có một chiếc khăn mặt được xác định là của nạn nhân. Kiểm tra lại đồ đạc tài sản trong nhà thì không có dấu hiệu bị cậy phá lục lọi. Người con gái của nạn nhân xác định không bị mất đồ đạc tài sản gì trong nhà. Do đó, động cơ sát hại người nhằm cướp tài sản gần như được loại trừ. Vậy nạn nhân bị đoạt mạng một cách mang rợ như vậy là vì nguyên do gì? Trả thù cá nhân, ghen tuông tình ái hay động cơ gì khác? Đây là câu hỏi mà những người được phân công giải quyết cần phải làm sáng tỏ. Để làm được điều đó, những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất cũng được lực lượng chức năng thu thập nhằm làm chứng cứ phá án sau này, như thu lượm mẫu huyết, dấu vân chân tại hiện trường, chiếc khăn mặt có dính huyết, dịch trong âm đạo của nạn nhân, hung khí nghi là công cụ phạm tội và một đôi dép của nam giới ở trong nhà nạn nhân. Xác minh ở địa phương, các điều tra viên được biết nạn nhân có chồng nhưng đã mất khoảng chục năm nay. Hai vợ chồng có tất cả 4 người con, một trai 3 gái, nhưng con trai duy nhất chưa lập gia đình nhưng đi làm ở tận Cà Mau, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Ba người con gái còn lại đều đã lập gia đình, nhưng chỉ có vợ chồng chị Hoa là ở gần, cách sau lưng mẹ khoảng gần 100m do được bà mẹ cho miếng đất ở ngoài vườn. Về hoàn cảnh kinh tế, mặc dù sống một mình, nhưng so với các gia đình khác ở địa phương, nạn nhân thuộc loại khá giả. Bà cũng sống hòa đồng thân thiện với bà con lối xóm, không có mâu thuẫn, xích mích nghiêm trọng với ai. Tuy nhiên, có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là sau khi chồng mất mấy năm, các con đều đã đi làm ăn xa hoặc ra ở riêng, thì bà B thường xuyên tụ tập uống rượu ca hát thân mật với một số người đàn ông.
Thậm chí có dư luận tại địa phương cho rằng bà có quan hệ với nhiều người đàn ông, trong đó có cả người con rể ở gần nhà, tức chồng chị Hoa. Đồng thời qua xác minh kết quả giám định thì đôi dép nam thu được tại nhà của nạn nhân cũng chính là của chồng Hoa và cũng có nhiều vết chân của anh này tại hiện trường vụ án. Vì vậy lúc này, chồng của chị Hoa được xác định là nghi can số 1 gây ra vụ án. Thế nhưng, khi được cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nhưng đối tượng khả nghi đều có chứng cứ ngoại phạm tại đêm xảy ra án mạng. Một sự thật đồng trời khác cũng được hé lộ. Gã con rể thừa nhận có quan hệ với mẹ vợ, nhưng quả quyết mình không phải là hung thủ của vụ án. Theo người này, đôi dép có ở nhà nạn nhân là do anh ta gửi ở đó, còn dấu vân chân là do anh ta là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi nghe vợ la hét khi xảy ra án mạng. Nhận thấy lời khai của người con rể không có tính thuyết phục, công an quyết định lấy mẫu huyết của hắn. Kết quả giám định cho thấy, mẫu huyết, mẫu tinh dịch của người này không trùng với mẫu thu được tại hiện trường của vụ án. Cơ quan điều tra phải chuyển sang hướng khác. Đã hơn 10 ngày trôi qua mà manh mối về hung thủ gây ra vụ trọng án vẫn còn rất mờ mịt, trong khi thân nhân của người bị hại, nhân dân và cả chính quyền địa phương đều đang theo dõi sát sao việc phá án của lực lượng chức năng. Lúc này, một trong các biện pháp trọng tâm được tiến hành là truy tìm chủ nhân của dấu vân chân bất thường để lại tại hiện trường. Đối tượng nghi vấn lúc này đã được mở rộng. Những thanh niên địa phương từ tuổi mới lớn đến trung niên đều lần lượt được triệu tập từng tốp 5 người đến cơ quan điều tra. Đến tốp thứ 3 thì các điều tra viên bắt đầu phát hiện ra manh mối. Chỉ trong vòng hơn một tuần, các điều tra viên đã phải triệu tập hàng trăm đối tượng lấy lời khai do tìm thông tin về vụ án. Đến ngày thứ 10, khi đối tượng Trần Chí Hùng, sinh năm 1988, cách nhà nạn nhân khoảng 200m, được mời lên làm việc, những manh mối đầu tiên về vụ án đã bắt đầu được hé lộ. Vẻ mặt đầy căng thẳng, lo lắng, ánh mắt lấm lét và thân hình run rẩy khi phải đối mặt với cán bộ điều tra, Hùng đã gây nên sự nghi vấn. Quan sát nhanh, một điều tra viên đã phát hiện trên ngón tay áp út bàn tay trái của Hùng có vết thương sâu, còn mới nên yêu cầu giải thích. Lúc này Hùng nói, do mấy ngày trước em bổ trái dừa vào tay nên mới có vết thương này. Nghi phạm này ngay lập tức được theo dõi sát sao. Kết quả giám định dấu vân chân của Hùng hoàn toàn khớp với dấu vân chân thu được tại hiện trường vụ án. Ngay lập tức hôm đó, đúng tròn 10 ngày sau ngày xảy ra vụ án, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hùng đã phải cúi đầu nhận tội. Sinh ra trong một gia đình có tất cả là 9 anh chị em, ở một xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh Hậu Giang. Với tấm gương cha là thương binh, gia đình có công với cách mạng. Những tưởng Hùng sẽ nỗ lực phấn đấu như bao người con ưu tú của quê hương, sẽ chí thú chăm chỉ học hành để có một tương lai tươi sáng. Nhưng Hùng đã làm cho tất cả những người thân yêu trong gia đình cũng như bà con lối xóm thất vọng. Học đến lớp 6, Hùng bỏ học ở nhà phụ giúp mẹ nuôi các em, nhưng rồi nhanh chóng sa ngã. Mới chớm bước qua tuổi mới lớn, Hùng đã biết tụ tập đám bạn xấu chơi bời, nhậu nhẹt, thậm chí còn đi coi phim người lớn, và hậu quả có lẽ cũng từ đây. Hùng khai nhận tối ngày xảy ra vụ án, Hùng đi nhậu cùng hai chiến hữu tại một quán trong làng. Trong lúc nhậu, đám bạn có đem chuyện bà B có quan hệ lăng nhăng với nhiều người, trong đó có dư luận bà B còn quan hệ với cả người con rể ra bàn luận. Vì ở gần nhà bà B nên Hùng biết điều đó là có thật. Lai rai đến khoảng 23 giờ, ba đệ tử lưu linh, ai đi về nhà nấy, Hùng lững thững đi về nhà một mình. Khi đi ngang qua nhà bà B, hắn nhớ lại lời bàn luận trong lúc nhậu và nhớ lại những cảnh trong phim người lớn đã được coi, nên nảy sinh ý định quan hệ với bà B. Mặc dù nhỏ hơn bà B đến cả 30 tuổi, nạn nhân xấp xỉ tuổi cha mẹ Hùng. Biết nạn nhân chỉ sống có một mình nên Hùng tìm cách đột nhập vào trong nhà. Hùng đi vào hiên bên trái nhà, bỏ dép, cởi áo, quần dài, để trên cửa trước nhà, thử đẩy vào. Thế nhưng do cửa đã bị kè khóa từ bên trong nên hắn không vào được nhà. Không từ bỏ ý định, Hùng đi ngược lại lấy quần áo, dép, đem đến để tại hông nhà dưới, nhà bếp thông với nhà trên, nơi có lỗ chui vào buồng nhà. Đột nhập được vào nhà bếp, Hùng mở chốt cửa để vào buồng. Lúc này, nạn nhân phát hiện có người đột nhập vào nhà nên đã thức dậy, chui ra khỏi mùng, dùng đèn pin rọi và mở đèn điện trong buồng. Hùng đứng nấp vào xà treo quần áo để chờ cơ hội ra tay, nhưng đã bị bà B phát hiện và nói, giờ này mày đứng đây làm gì? Hùng đi ra và nói, cô cho con ngủ với cô một đêm nghe. Nạn nhân chửi bới sùm, thằng mất dậy, mày về ngay, mai tao sẽ mét ba mẹ mày. Nói xong, bà B cầm đèn pin và đi ra phía cửa để mở cửa cho Hùng về. Lúc này Hùng đi phía sau,
Khi đi ngang qua trạm bắp đũa, Hùng nhìn thấy hung khí nên hắn cầm lên, dắt vào phía sau lưng rồi tiếp tục đi theo chủ nhà ra phía cửa. Lúc này, trời đổ mưa rất lớn, chủ nhà ra đến cửa chính nhà trên thì cúi xuống mở chốt cửa. Thấy cậu trai này vẫn tần ngần chưa về mà tiếp tục đòi quan hệ nam nữ với mình, bà chủ nhà tiếp tục đuổi Hùng về và hôm ngày mai sẽ mét cha mẹ của Hùng. Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai, khi đó cơn điên nổi lên, hắn một tay viện cánh cửa, một tay cầm hung khí kề vào cổ nạn nhân hăm dọa. Bà không được mét ba mẹ tôi, nếu không tôi lấy mạng bà. Trước tình huống này, tỏ ra không phải là tay vừa, bà B dùng cây đèn pin đang cầm trên tay đánh trúng vào vai trái của Hùng, đồng thời chụp lấy hung khí. Cả hai giật qua giật lại, làm Hùng bị thương ở ngón tay áp út bàn tay trái. Một hồi sau thì sức người đàn bà quá không thể thắng nổi sức của một thanh niên. Hắn cầm hung khí bằng tay phải đưa lên cao, phay một nhát thật mạnh vào người nạn nhân, khiến bà B chỉ biết đưa hai tay lên đỡ và la lớn, trời ơi! Như con thú hoang đang xem mồi, Hùng tiếp tục phay nhiều nhát đến khi nạn nhân gục xuống tại chỗ và nằm ngửa trên sàn nhà. Thấy nạn nhân đã tắt thở, tên sát thủ này còn có một hành vi kỳ dị khó hiểu nữa là lấy đi đôi mắt của nạn nhân, quăng xuống mương nước bên ngoài. Lúc này nhận thấy có ánh đèn pin từ bên nhà hàng xóm rọi qua nên Hùng ra vách lấy quần áo, dép chạy về phía sau nhà nạn nhân. Trong lúc chạy vì đường trơn nên Hùng bị té. Kiểm tra lại thì phát hiện còn mất một chiếc dép nên hắn quay trở lại nhà nạn nhân để tìm kiếm. Trời mỗi lúc mưa một lớn, tay bị thương và huyết chảy càng lúc càng nhiều nên hắn lấy một chiếc khăn mặc bông trong nhà nạn nhân, quấn tay trái lại và ngồi đó trú mưa. Khoảng 15 phút, hắn nhớ lại những cảnh trong phim Đồi Trụy mà Hùng đã xem nên hắn lại nảy sinh ý định quan hệ nam nữ. Tên thiếu niên đồi bại này ôm quần áo đi vào cửa trước nhà trên, để trên bàn tròn và dùng hai tay kéo hai chân người đã mất vào trong buồng ngủ, cởi hết quần áo của nạn nhân, Hùng thực hiện hành vi thú tính. Xong xuôi, hắn lấy cái quần khác mặc cho thi hài rồi cầm theo cái khăn dính huyết ra lấy quần áo, tắt đèn và đi ra cửa trước đi về. Khi đi ngang qua nhà hàng xóm, Hùng bỏ cái khăn lên miệng lu, rửa tay trong lu nước rồi đi về nhà ngủ. Trong những ngày tiếp theo, Hùng thường xuyên đảo qua nhà nạn nhân nhằm nghe ngóng tình hình và tránh bị mọi người nghi ngờ, nhưng cuối cùng Hùng cũng bị lật tẩy. Một điều tra viên tham gia phá án nhớ lại, nghe những lời khai mang trời nêu trên, không ít cán bộ điều tra phải rùng mình khi thấy mức độ dã man của gã thiếu niên 17 tuổi. Trả lời câu hỏi vì sao lại có hành vi hết sức man rợ là lấy mất nạn nhân rồi vứt đi, hung thủ khai. Do cháu nghe mọi người nói nếu trước lúc mất, người bị hại thấy ai cuối cùng thì hình ảnh người đó sẽ lưu lại trên mắt của họ. Cháu sợ hình ảnh của mình cũng sẽ bị lưu trong mắt của người bị hại, sẽ bị phát hiện. Hơn thế, cháu lại sợ nạn nhân sẽ trở thành ma về báo oán nên cháu đã lấy mất người ta đi. Hành trình phạm tội của Hùng còn chưa chấm dứt và trong trại giam, hắn lại tiếp tục gây ra những vụ án khác. Điểm đặc biệt trong hành vi gây án của gã sát thủ bệnh hoạn này là Hùng chỉ luôn nhắm vào mắt của các nạn nhân với những thủ đoạn cực kỳ manh động. Thậm chí, công an vào hỏi cung cũng bị hắn bất ngờ lấy bút chọc vào mắt. Phải chăng, tên sát nhân này có ám ảnh điều gì với những đôi mắt? Cũng từ đây, Hùng lại tiếp tục làm sát thủ chuyên lấy mắt trong trại giam, là niềm kinh hoàng với những người dám tiếp xúc với hắn. Cơ quan chức năng xác định, nếu xét theo giấy khai sinh, Hùng sinh ngày 20 tháng 10 năm 1988. Phiên tòa xét xử Hùng phạm tội có lẽ là một trong những phiên tòa có số người quan tâm đông nhất trong lịch sử tư pháp tỉnh. Phiên tòa này cũng không trôi chảy, với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị tòa xử bị cáo mức án từ 17 đến 18 năm tù về tội sát hại người, 2 đến 3 năm tù về tội cưỡng tình. Thế nhưng luật sư bào chữa cho Hùng cho rằng, về tội danh cưỡng tình, hành vi của Hùng cấu thành tội phạm vì Hùng cưỡng tình với người mất chứ không phải người sống. Phản biện này của luật sư không khỏi khiến hội đồng xét xử bối rối. Nhiều tiếng nghị án tòa nhận định, chỉ vì ham muốn thấp hèn mà bị cáo đã nhẫn tâm sát hại nạn nhân một cách man rợ, rồi sau đó lại thực hiện hành vi thú tính. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, mất hết nhân tính, làm cho mọi người căm phẫn, gây chấn động cộng đồng. Bị cáo phạm tội đoạt mạng người với hai tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội có tính chất côn đồ và thực hiện tội phạm một cách man rợ. Với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo, đúng ra là phải loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới là thỏa đáng. Tuy nhiên, do khi phạm tội, bị cáo là người chưa thành niên,
cha mẹ đã bồi thường khắc phục được một phần hậu quả cho gia đình người bị hại, được số tiền hơn 26 triệu đồng. Cha là thương binh, nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo phạm tội cũng có một phần lỗi của người bị hại trong lối sống, sinh hoạt thường ngày, từ đó đã gây sự chú ý cho bị cáo. Về quan điểm của luật sư cho rằng bị cáo không phạm tội cưỡng tình, tòa nhận định, ngay từ giai đoạn ban đầu, bị cáo đã có ý định muốn quan hệ với nạn nhân nhưng đã bị từ chối. Phản ứng lại, khi đó bị cáo đã dùng hung khí phay thiệt mạng nạn nhân tại chỗ, là yếu tố dùng vũ lực, rồi vẫn không từ bỏ ý định ban đầu và vẫn quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng là được quan hệ với nạn nhân. Hơn nữa, trong thực tế, bị cáo cũng đã đạt được mục đích của mình. Từ những nhận định này, tòa án cho rằng hành vi của bị cáo đã cấu thành tội cưỡng tình. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Hùng 17 năm tù về tội sát hại người, 2 năm tù về tội cưỡng tình. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 18 năm tù. Có lẽ nhận thấy mức án trên là tương xứng với tội ác mà mình đã gây ra, nên Hùng không có kháng cáo. Viện kiểm sát cũng không kháng nghị, nên bản án có hiệu lực pháp luật. Hùng được đưa đến chấp hành án tại trại giam K5 thuộc Bộ Công an quản lý, đóng trên địa bàn xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. Thoát khỏi án tử là điều may mắn cho Hùng, nhưng thay vì tích cực lao động cải tạo tốt chờ ngày được đặc xá hoặc mãn án, thì trong trại giam, gã sát thủ này lại tỏ ra bất trị, bất chấp tất cả. Theo đánh giá của trại giam, phạm nhân này thường xuyên vi phạm nội quy trại giam, hành hung, thậm chí là gây thương tích cho các phạm nhân khác. Có một điểm đặc biệt là bị cáo luôn nhằm vào mắt người khác để tấn công. Phải chăng bị cáo luôn bị ám ảnh về mắt? Vào trại giam chưa được nửa năm, Hùng đã chứng tỏ mình là một tay anh chị có số má, khi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với bạn tù, lúc thì đang được giao làm cá nấu bếp, hắn đã vác hung khí phay hai nhát vào mắt phạm nhân đang cải tội chung là Châu Thái Hòa, gây thương tích 0,6%. Tháng 12 năm 2009, Tòa án Nhân dân thành phố Vị Thanh đã đưa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hùng 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung với bản án đang chấp hành, buộc Hùng phải tiếp tục chấp hành hình phạt gần 16 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, vụ án xảy ra cách đây đã khá lâu, khi mà lúc ấy phạm nhân mới 17-18 tuổi, nhưng đủ để thấy rằng những tác động kinh hoàng từ những thước phim trên mạng Internet đã ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm lý của một bộ phận các bạn trẻ lúc bấy giờ. Và ngay cả hiện nay cũng như vậy. Vụ việc tuy không còn mới, kẻ thủ ác đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ bản án của pháp luật. Tuy nhiên, hành vi manh động, tàn bạo của hắn nhắm đến đôi mắt của nạn nhân khiến cho người ta cảm thấy khiếp đảm và run sợ. Không ai có thể nghĩ rằng một thanh niên trẻ lại có những hành động man dợ cùng bản chất méo mó đến như vậy. Qua vụ án này, chúng tôi muốn đưa đến hồi chuông cảnh báo về sự ảnh hưởng của mạng xã hội cũng như Internet. Cần có sự quan tâm sát sao con cái trong việc sử dụng mạng xã hội và Internet để không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc cho gia đình và xã hội. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn like, share và bật chế độ thông báo để được theo dõi sớm nhất những chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!